Ok, nếu bạn có nhu cầu nạp robot cũng như cày thuê, hãy truy cập ngay shoprobot.net ngay ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ vô cái tựa game BeastWarm Server Testing nha. Thông báo lại cho những bạn nào mà đã từng tham gia vào cái group test. Bây giờ admin đã mở cửa trở lại để cho những người chơi có thể vô trải nghiệm trước. Cái này mà nếu bạn nào mà chưa từng tham gia vào cái group Only Testing á, thì sẽ không chơi được. Chỉ là mở cửa cho những người đã từng vô thôi. Tại vì admin sẽ không nhận thêm những người chơi mới. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Link game mình sẽ để bên dưới mô tả video này. Trước khi mà quay video này, mình đã vô trải nghiệm và thiết lập cái tổ ong của mình để cho nó nhanh chóng hơn. Thì mình nhận ra một điều là BeastWarm năm nay nó khác mọi năm. Có vẻ như là năm nay nó sẽ không phải là nội dung về cây thông như năm ngoái nữa. Năm nay Admin Game đã quan tâm hơn về những đứa con tinh thần của mình, tức là những con ong. Phiên bản cập nhật này có tên là Be Equipped, tức là trang bị ong. Nếu mà khoảng tầm vài ngày trước các bạn có xem một cái video mình đưa lên về BeastWarm á, các bạn có thấy mình show ra cho bạn một cái vali. Thì cái vali đó, nó là một vật phẩm mới. Những chú ong bây giờ chúng ta có thể trang bị những cái vật phẩm cho mình. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, không dài dòng. Các bạn sẽ click vô cái chỗ cây này. Nó sẽ cho chúng ta những cái accessory, những trang bị bao gồm có nón nè, có dây chuyền nè, có sừng nè, có chuông nè, vân vân. Nói chung là những cái trang bị. Và bên góc này mình sẽ có thêm một cái là Bequip Storage, một cái kho chứa đồ ha. Trong vali này nè, các bạn thấy hiện tại cái số slot mình đã có là 10. Và cái này mở rộng được nha. Cách mở rộng thì mình chưa biết, nhưng mà chắc chắn những cái slot này các bạn thể mở rộng để tăng sức chứa trong inventory của bạn hơn trong quá trình các bạn đi sưu tập. Với những cái trang bị cho chú ong của mình, nó sẽ có một số cái thông tin các bạn cần lưu ý. Đầu tiên là color. Color chứ là cái loại ong mà nó thích hợp. Ví dụ này Annie nè, tức là con nào các bạn cũng có thể sử dụng hết. Cấp độ là cấp 3, tức là cấp độ trong tổ ong các bạn. Đây, con ong mình cấp 10 đi, yêu cầu là cấp 3. Như vậy mình có thể sử dụng được cái vật phẩm này. Limit là 3, thì cái này mình chưa thử. Chắc là chúng ta có thể trang bị tối đa là 3 món. Nghĩa là mình có 3 con ong có thể trang bị được 3 cái nón này. Một con ong chỉ trang bị được một cái vật phẩm thôi, nhưng mà vật phẩm này trang bị tối đa trên cái tổ ong của bạn là 3 món. Cái dòng cuối cùng mới là Potential. Potential tức là tiềm năng đó, gọi là đánh giá từ 1 sao tới 5 sao. Khi mà số sao càng cao, như là cái này 5 sao nè, thì cái chỉ số mà cho con ong chúng ta cộng vô nó sẽ càng cao. À, thì nói chung á, là cái vật phẩm này nó sẽ trang bị cho những con ong các bạn cộng thêm chỉ số. Trước đây thì có nhiều tính năng rồi. Như bạn thấy là con bi của mình hóa thành kiếp tịch nè, thì sẽ có thêm một cái dòng chỉ số. Và sau này gần đây nhất chúng ta sẽ có ong đột biến. Thì khi cho ong các bạn trở nên đột biến á, nó sẽ cho bạn thêm một cái tính năng cộng dồn cộng thêm. Thì này cũng vậy ha, chỉ khác hình thức của nó là trang bị thôi. Cái chỗ này mình sẽ có một cái nút là discard nè, hủy cái vật phẩm này. Hoặc là một cái nút là put in storage, bấm vô, dẹp. Thì lúc này cái nón các bạn sẽ được chuyển vô cái rương này. Còn khi bạn muốn đưa lại vào vali thì bạn bấm vô nó add to case thì sẽ đưa vô vali ha. Hai cái mục trên này thì mình không biết, chắc tương lai sẽ có cái công năng sử dụng. Rồi tới phần chính của nội dung, làm thế nào mình trang bị. Đơn giản các bạn bấm vô cái case, cái vali ha, và thích món nào quăng vô món đó. Ở đây mình có một cái là Peppermint Athena nè, yêu cầu cấp 7, tất cả là ông đều được, giới hạn là 3 món. Potential ha, 2 sao. Cộng cho mình cái gì? Cộng mình 3% tỷ lệ số lượng chuyển đổi trong cái tổ của mình. Cộng 3% gather amount, tức là cái khả năng mà đi farm phấn hoa của những chú ong trên những cánh đồng ha. 1% tốc độ di chuyển. Rồi thì mình sẽ nắm đó, mình kéo vô, mình sẽ quăng vô con baby. Đó. Thì bạn thấy ở đây nè, chúng ta có con gấu có hình một cái trang bị trên người ha. Và khi các bạn quăng sẽ thấy có hai ô màu đỏ và xanh lá cây. Thì cái màu đỏ là không tương thích, cái màu xanh lá cây là tương thích. Tại vì sao này không tương thích các bạn? Cái này ghi nè, điều kiện nó chỉ trang bị cho những con rare, epic và legendary. Thì những con màu đỏ là những con không phải legendary, tại vì nó là event. Photon B với lại baby là ông event nè, do đó thì sẽ có màu đỏ ha. Còn những con ong còn lại các bạn có thể quăng vô. Cái Be Master này nè, yêu cầu những con ong là common hay là rare. Khi mình nắm mình kéo nó vô thì những con ong legendary, event cũng sẽ không có được. Đó là những cái điều kiện các bạn cần phải lưu ý khi mà trang bị, chứ không phải là con ong nào các bạn cũng trang bị được những vật phẩm mà các bạn muốn. Cái thứ hai các bạn cần lưu ý là chúng ta sẽ có thêm một vật phẩm mới có tên là Snow Black. Snow Black là cái gì bạn? Là hoa tuyết. Cái hoa tuyết này á, cái này thì nó giống như trái dừa nè, nó giống như là gum rub nè, tại vì nó một cái nút là auto on off ha. Công năng đó là gì? Công năng đó là búp cho các bạn. Đây, sử dụng nè. Cool breeze cộng phần trăm của mình cho convert ray, cộng phần trăm pollen từ tool, White Pollen, Blue Pollen, Loot Luck và nhân capacity của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian cooldown là 3 giây. Các bạn thấy là mỗi lần sử dụng nè, thì cái phần trăm này sẽ tăng lên.
cũng như là cái thời gian cộng dồn nó sẽ tăng lên. Và một điều đặc biệt nữa là cái này nó là giống hạt đậu ở một chỗ với gói quà đấy, là nó sẽ sử dụng cho tất cả những người chơi trong server luôn. 9% là thời gian tồn tại 1 phút nè, thì tất cả những người bạn, những người cùng server của mình sẽ được nhận cái buff y chang mình. Nó giống công năng của hộp đậu không? Cũng như là hộp quà ha, khi bạn có con Fast Stewby với hộp quà thì bạn ăn hộp quà này, những người cùng server cũng sẽ có một hộp quà tương đương. Rồi hiện tại là nó chỉ có như vậy thôi. Khi nào mà có được thêm những thông tin mới cũng như là những cái vật phẩm mới gì đó, mình sẽ đưa các bạn tiếp tục những video nha. Cảm ơn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.